Karim Benzema mùa giải Totti 20 thi đấu tốt ở hai vị trí CF và ST. Ở vị trí CF, anh có mức thiện chung là 97 và ST là 98. Mức lương 21, chiều cao 1m85, cân nặng 81 kg, thể hình trung bình, chân thuận, trái 4,5, kỹ thuật 4 sao. Chỉ số vận góc bao gồm sút xoáy, kiến tạo, sút và tạt má ngoài, qua người. Ở vị trí ST thì Karim Benzema mạnh ở khả năng rê bóng, dứt điểm và chọn vị trí. Ngoài ra những bộ chỉ số như sức mạnh, tăng tốc, tốc độ, khả năng giữ bóng và chuyền ngắn, đánh đầu, sút xa, vô lê rất tốt. Phản ứng 97. Điểm qua về một số kỹ năng về khéo léo, sút xoáy, tạt bóng và tầm nhìn, chuyền dài. Ta thấy là Benzema là một trong những tiền đạo mà vừa có khả năng săn bàn tốt, lại có khả năng chuyền và kiến tạo rất tuyệt vời. Đấy là ưu điểm của cầu thủ này, rất đa năng trên hàng công. Ta để cho trận đơn là công 3 thủ 1, sẽ nách tuyến phòng thủ, đánh chặn thông thường và chạy chỗ. Trong quá khứ thì Benzema đã từng thi đấu cho câu lạc bộ Olympique Lyon của Pháp. Và anh cũng trưởng thành từ câu lạc bộ này. Đã đạt danh hiệu vua phá lưới Ligue 1 cùng với Lyon. Đạt danh hiệu vô địch Ligue 1, siêu cúp Pháp. Vào năm 2009, Benzema chuyển sang câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid. Và đây anh đã có những thành tích cực kỳ ấn tượng với 4 chức vô địch Champions League, 1 La Liga, 4 siêu cúp Tây Ban Nha và một siêu cúp châu Âu. Ngoài ra, Benzema hiện tại đã có tới 132 đường kiến tạo, vượt mặt những cầu thủ nổi tiếng như Cristiano Ronaldo hay những chân truyền như Toni Kroos. Trong in-game thì Karim Benzema là một trong những tiền đạo có thể hình rất tốt. Anh khá cao và đầm người. Bộ chỉ số tốc độ, sức mạnh, khả năng đỡ bóng bước một và dê dắt của Benzema là rất tốt. Kỹ thuật 4 sao giúp cầu thủ này thực hiện được rất nhiều những skill lợi hại. Tính đến thời điểm hiện tại thì Benzema đã có tới hơn một thập kỷ cống hiến cho Madrid. Anh là đối tác tuyệt vời đối với Cristiano Ronaldo, Gareth Bale hay những cầu thủ trên hàng công của Real Madrid trong suốt 11 năm qua. Benzema đã từng có cơ hội sát cánh cùng huyền thoại Raul Gonzalez.
Anh học hỏi được từ những Cristiano Ronaldo hay Raul rất nhiều những phẩm chất hàng đầu. Một tiền đạo sát thủ. Tuy nhiên Benzema là một cầu thủ tiền đạo. Anh không hề ích kỷ trong việc ghi bàn mà thường có xu hướng hy sinh, hỗ trợ và kiến tạo cho đồng đội để đạt được thành tích ghi bàn vĩ đại nhất trong lịch sử Real Madrid thì CR7 phải cảm ơn Benzema rất nhiều. Vì có những bàn thắng của CR7 chính là những pha kiến tạo như đạt của Karim Benzema. Ở đội tuyển quốc gia Pháp thì Benzema đã vô địch thế giới cùng với U17. Trong đời sống tư thì anh thường để ảnh hưởng rất nhiều tới cơ hội tham dự thành phần đội tuyển quốc gia cùng đội tuyển Pháp. Và chính vì thế mà Benzema đã không có được danh hiệu World Cup danh giá của đội tuyển Pháp vào năm 2018. Đó là một điều rất đáng tiếc trong lịch sử thi đấu của Karim Benzema. Tuy nhiên về phương diện câu lạc bộ thì anh lại là một trong những tiền đạo đi vào lịch sử của Real và sẽ rất lâu nữa mới có người có thể xô đổ được kỷ lục kiến tạo của tiền đạo này. Bạn thấy khả năng dứt điểm của Benzema là rất tốt. Anh có khả năng dứt điểm từ xa, khả năng sút xoáy, bấm bóng. Và đặc biệt hỗ trợ cho tất cả bộ kỹ năng chuyền của anh chính là chỉ số ẩn, sút và tạt má ngoài. Đây là một chỉ số ẩn giúp cho Benzema thực hiện những đường kiến tạo rất nghệ thuật. Cú vẫy má ngoài. Kiến tạo cơ hội cho các đồng đội trên hàng công của mình. Benzema là một cầu thủ di chuyển rất thông minh và linh hoạt trên trong vị trí tiền đạo cắm. Anh vừa có thể dâng cao vừa thể lùi sâu để hỗ trợ phòng ngự. Đây là một mẫu tiền đạo rất là cần cù và chăm chỉ, nhưng cũng cực kỳ sắc sảo trong khả năng dứt điểm hay là tạo cơ hội cho đồng đội. Bạn thấy một đường kiến tạo như mơ của Karim Benzema, mùa giải 20 Totti, Tony Abraham mùa giải New Garden. Một cú QW chết chóc. Chúng ta đã thấy được khả năng của Benzema từ khâu ghi bàn cho tới khâu kiến tạo của anh là rất tuyệt vời. Khả năng sức mạnh tốt khiến cho Benzema tì đè và tranh chấp với những hậu vệ to con và giàu sức mạnh bên phía đội bạn. Tuy không phải nói là ưu thế nhưng hoàn toàn có thể. Thi đấu sức mạnh công bằng với bất kỳ một trung vệ nào. Từ Virgil van Dijk, Koulibaly cho đến Harry Maguire. Sử của Madrid sẽ còn ghi danh Benzema ở những thành tích nổi bật hơn nữa khi mà ở độ tuổi 33, Benzema vẫn chưa dừng lại và anh vẫn muốn cống hiến cho đến tận khi nghỉ hưu. Những scandal tình ái ở bên ngoài đã khiến cho Benzema không có nhiều cơ hội để thể hiện ở đội tuyển quốc gia Pháp. Tuy nhiên, trong màu áo của Madrid thì Benzema đã có tất cả. Anh có Champions League, có La Liga, có siêu cúp Tây Ban Nha, có siêu cúp châu Âu.
Có thể nói đến thời điểm hiện tại thì không phải CR7 mà Karim Benzema mới chính là tượng đài lớn nhất ở sân vận động Bernabeu. Khi mà cầu thủ này sở hữu cho mình những số trận ra sân trong màu áo Madrid rất khủng. Vậy cầu thủ này có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo ST hoặc tiền đạo lùi kít thít CF. Nhưng ở mùa giải 20 Totti, tôi khuyên các bạn nên để Karim Benzema ở vị trí ST. Bởi vì anh thật sự là một sát thủ, có khả năng ghi bàn bằng hai chân đều như nhau, hay là khả năng đánh đầu rất tốt. Mùa giải 20 Totti ra mắt chính là mùa giải tốt nhất, thể hiện đúng phẩm chất của tiền đạo sát thủ này. Đây là khả năng bứt tốc của Benzema. Một cú ZD đệ. Nếu có thể nói về một điểm trừ của Karim Benzema thì chúng ta có thể nói đến việc anh không quá nhanh nhẹn. Còn lại tất cả những phẩm chất của Benzema đều cực kỳ tốt. Và có thể chấm được anh ở mức điểm là 9,5 trên 10 trong vị trí ST. Tiền đạo rất tuyệt vời để các bạn đưa về đội bóng của mình và trải nghiệm.